Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng. Máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại và trong video này, chúng ta sẽ cùng đến với một con hàng có thể nói là khá thú vị. Như anh em cũng biết là với thời đại đang đến của các mẫu điện thoại màn hình dẻo thì trào lưu điện thoại gập đã quay trở lại và dĩ nhiên là mức giá không hề rẻ. Đối với thiết kế đã quá nhàm chán của điện thoại thông minh hiện nay thì các mẫu điện thoại gập thực sự vẫn có sức hút và trong video này, chúng ta sẽ đến với một con máy gập siêu rẻ mang tên Neumann V998 và anh em có thể tìm được trên nhà kho X với giá rất dễ mua thôi, chỉ loanh quanh 8 lốp là húp được rồi. Bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết về con hàng cho anh em dễ hình dung. Bắt đầu với thiết kế của sản phẩm, có thể thấy ngay từ cách nhìn đầu tiên thì nó cực kỳ nhỏ gọn, chỉ to ngang 3 ngón tay chùm lại một chút thôi, kết hợp với độ dày khá là xôi thịt. Cái này mà thêm khoản rung reo khỏe nữa thì ối chị em thích luôn. Dù điện thoại có thiết kế gập nhưng thực tế phần gập trên của máy là một miếng nhựa trong suốt đính kèm 2 dây âm thanh và loa nghe để gập mở máy khi nghe điện thoại. Còn phần dưới sẽ là một chiếc smartphone tiêu chuẩn với màn hình kèm 3 phím cảm ứng của Android, tức là trông khá cũ kỹ, cổ điển. Toàn bộ thân máy được làm bằng nhựa thôi, nhưng chất lượng gia công cũng không đến nỗi quá kém, như là mặt lưng được thiết kế với vân giả da luôn, trông cũng khá là cao cấp khi nhìn ở xa. Mặt lưng này cũng tháo được và bên trong sẽ là cục pin rời 2000mAh cùng khay sim kép nằm dưới pin và khe thẻ nhớ cũng ở đây. Các chi tiết khác về sản phẩm bao gồm nút âm lượng và nút nguồn ở cạnh bên còn phần dưới sẽ là nơi đặt chân sạc micro USB dài ngoãng rất dị hợm. Nói tóm lại, với tầm tiền loanh quanh vài trăm nghìn đồng thì chất lượng gia công của con điện thoại này là không tệ đâu anh em ạ. Vẫn khá là da dì và này nọ bởi phần nắp trong suốt có cơ cáp gập tương đối chắc chắn như mấy con máy gập Nokia ngày xưa vậy. Bây giờ chuyển sang phần màn hình và âm thanh, và đây cũng là lý do đầu tiên để giải thích cho mức giá rẻ của con hàng này. Thiết bị sử dụng màn hình LCD TFT với kích thước siêu to khổng lồ, lên tới 3,5 inch, độ phân giải cũng thuộc hàng kinh khủng khiếp luôn là 320x480 pixel, cho mật độ điểm ảnh 160 pixel trên inch, tức là nó ngang ngửa luôn siêu phẩm iPhone 3GS ra mắt cách đây đúng 15 năm luôn. Thực tế mà nói thì chúng ta hy vọng gì ở một con máy chưa đến 1 triệu đồng, mình thì chẳng hy vọng gì cả, chỉ mong nó hiển thị được là tốt lắm rồi. Chất lượng hiển thị nhìn chung là thấp nhưng cũng không quá tệ đâu, có chăng chỉ là phần hiển thị chữ cái, ký tự hay các thao tác phóng to thu nhỏ sẽ rất tù mà thôi. Với màn hình này thì khả năng giải trí giờ khỏi nói rồi. Anh em có lẽ sẽ sử dụng như một máy MP3 để nghe nhạc hay nghe gọi thôi chứ xem video hay nghịch ảnh ức chế phết đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Khi mà cả thị trường đang thi nhau phóng to màn hình mà lại có một con thu càng nhỏ càng tốt như thế này cũng đem đến cảm giác mới lạ ra phết anh em ạ. Bù lại thì phần âm thanh của máy khá dễ gây được cảm tình với các cụ khi nó có chất lượng loa khá lớn đúng chuẩn hàng tàu Lạng Sơn. Giúp các anh em cô chú vừa đắp một cuộc tình vừa nghe cũng được. Về phần giá trị sử dụng của con điện thoại này thì chúng ta hoàn toàn không nên kỳ vọng về một con chip Snapdragon siêu khủng khiếp có mặt trong con người nhái này làm gì cả. Bởi với tính chất phông bạt là chính thì cấu hình cũng chỉ cho có mà thôi. Nói cụ thể một chút thì chiếc máy này sẽ có dung lượng RAM lên tới 3GB, bộ nhớ trong lên tới 32GB, chip xử lý MediaTek MT6580 lên tới hẳn 4 nhân xung nhịp 1. 3GHz luôn, qua giữa sàn phải không nào? Test nhanh trò chơi Liên Quân cùng một chút kiên nhẫn thì mình cũng mò được khung hình vào khoảng 30fps với tất cả các thiết lập đồ họa thấp. Với mức khung hình này thì anh em chạy cối vẫn có thể chai hát được, nhưng cái vấn đề chính là khả năng điều khiển thì thôi rồi, phải nói là cực kỳ tuyệt vời để đập máy luôn. Đi cùng với cấu hình nhỏ con để phù hợp với tầm vóc nhỏ con thì phần pin của máy cũng nhỏ con luôn. Với dung lượng siêu to khổng lồ lên tới 2000mAh nên hiển nhiên là nếu xài nặng nặng thì sẽ tụt pin còn nhanh hơn cả tốc độ bay hơi của ví tiền của anh em trong những ngày Valentine sắp tới rồi. Nhưng nếu xài nhẹ nhàng kiểu nghe gọi bình thường rồi bật rung cho giống điện thoại cục gạch rồi để chơi thì lại được phết anh em ạ. Cũng phải tầm 3-4 hôm luôn. Được cái là máy sạc cũng rất nhanh, chỉ nửa tiếng là đầy cục pin rồi. Tương tự với phần cứng thì với camera và phần mềm máy có lẽ đây là điểm mà mình tạm thời hài lòng vì nhà sản xuất cũng biết điều mà tùy biến lại giao diện cho dễ dùng với kích thước nhỏ như thế này. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 8.1, không vấn đề gì trong tầm tiền vì vẫn hỗ trợ được các ứng dụng mới nhất dù rằng hiệu năng lướt TikTok sẽ hơi phèn. Menu chính được tùy biến với icon có khoảng cách rộng, dễ bấm, còn phần camera thì thôi, coi như chống ngủ. Không có gì để nói cả. Nói tóm lại, chiếc Neumann V998 này nếu xét về giá trị theo kiểu phông bạt hoặc một phần nào đấy là sự khác biệt thì mình có thể khẳng định là nó cũng rất đáng để chú ý luôn.
Giá thì rẻ, dễ mua dễ dùng theo nhiều mục đích khác nhau. Thiết kế có chất lượng cũng tạm tạm, kích cỡ nhỏ gọn cỡ hai ngón tay và khoản rung reo cũng tạm tạm. Còn dù mang tiếng là smartphone nhưng tốt nhất anh em về đồng bộ danh bạ Google rồi nghe gọi thôi. Còn xài như điện thoại thông minh thì thôi, đập đi mà làm người anh em à.